Cây tỳ dại hay tỳ dại còn có tên gọi khác là tắc giả là một vị thuốc dân gian, đã được y học sử dụng làm thuốc từ lâu. Công dụng nổi bật của cây thuốc này đó là hiệu quả điều trị bệnh tiểu đục mãn tính và bệnh phong thấp. Chắc hẳn khi nghe tên gọi của loại thảo dược này bạn cũng có thể hình dung được phần nào công dụng của nó, đúng như tên gọi tỳ bằng tỳ vị, giải bằng giải độc, tức vị thuốc có công dụng tốt cho tỳ vị. Bộ phận dùng là phần củ hay còn gọi là rễ phình to của cây thuốc này được dùng làm thuốc. Cây tỳ dại là thảo dược quý được sử dụng rộng rãi trong các bài thuốc lợi tiểu, chữa viêm bàng quang, phong tê thấp, mụn nhọt của y học cổ truyền. Tùy theo mục đích điều trị mà sử dụng dược liệu này với liều lượng phù hợp, tỳ dại có công dụng nổi bật sau: điều trị chứng nước tiểu đục, biểu hiện nước tiểu có màu như nước vo gạo, có màu lạ như có lẫn tạp chất, vẫn đục. Mát gan giải độc, giảm mụn nhọt do nóng gan, giảm đau xương khớp như phong thấp, đau lưng, đau vai gáy, đau đầu gối. Lợi tiểu, tốt cho chức năng thận. Cách dùng tỳ dại làm thuốc: dùng độc vị sắc uống, liều dùng 10g đến 15g khô trên ngày, thuốc đem rửa sạch rồi sắc uống với khoảng 400ml nước, đun cạn lấy khoảng 200ml nước để uống trong ngày. Dùng kết hợp với các vị thuốc khác làm thuốc điều trị tiểu đục mãn tính: tỳ dại 5g, cây thạch xương bột 2g đến 3g, hạt ít trí nhân 6 hạt, rễ cây dầu đắng khô 1g, cam thảo bắc đã chế biến phơi khô 2g đến 3g, muối trắng khoảng 1g. Các vị thuốc đem rửa sạch rồi sắc với khoảng 600ml nước, khoảng 4 bát nước. Đun sôi và duy trì sôi nhỏ lửa đến khi nước thuốc cạn còn khoảng 200ml đến 250ml nước, khoảng 2 bát nước, thì chắc nước ra mà uống, nên chia làm 2 đến 3 lần uống trong ngày. Uống trước bữa ăn khoảng 15 phút đến 20 phút là tốt nhất. Bài thuốc thông tiểu, bí tiểu, tiểu rắc. Dùng kết hợp các vị thuốc: tỳ dại 12g, củ cây cối 12g, rễ cỏ tranh 8g, hạt mã đề 8g, củ mạch môn 16g, cam thảo 4g. Các vị thuốc rửa sạch, sắc với khoảng 4 bát nước, đun cạn lấy khoảng 2 bát nước, chia làm 3 lần uống trước bữa ăn khoảng 20 phút là tốt nhất. Lưu ý, tránh nhầm lẫn với một số loài cây có cùng họ khúc khắc hoặc có hình dáng gần giống như củ nâu, củ nần, thổ phục linh. Vừa rồi là bài chia sẻ của Thảo Dược Đại Việt về công dụng và cách dùng tỳ dại. Nếu thấy video hữu ích, bạn hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để nhận nhiều thông tin hữu ích về thảo dược trong những video lần sau nhé. Thảo Dược Đại Việt xin cảm ơn. Bạn có thể mua tỳ dại ở đâu uy tín? Hiện nay, Thảo Dược Đại Việt là đơn vị uy tín trên thị trường cung cấp dược liệu xanh sạch, an toàn cho người sử dụng. Sản phẩm tỳ dại chúng tôi mang đến là sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, đảm bảo đúng chủng loại, mang lại hiệu quả tuyệt đối cho người dùng. Hãy gọi tới số 083-8489-555 để được tư vấn miễn phí 24/24 và đặt mua với giá tốt nhất.